Hello mọi người. Hello. Mấy tháng rồi mình mới live stream ta? Chắc 2-3 tháng đúng rồi. Không có nhớ nữa. Mọi người thấy bữa nay mình mặc cái áo hay không? Giống cái hộp quà, cái hộp quà, mở quà. Xong stream không, mình không bất ngờ đang xin ghê. Cảm ơn. Hello Trần, hello mọi người. Bữa nay da mình trắng lại rồi đó mọi người, bữa đi biển về đen thui. Xin chào, hello Trân hả? Hi, hello đẹp baby. Hình như qua anh mới gặp em ở quảng trường uống sữa đậu nành thì phải. Đúng rồi, em đi chung với anh đó. Chị live giao lưu hả? Đúng rồi, chị lâu chị live chơi. Lâu rồi không xem live của Trân, nhớ quá. Miss Beauty, bạn Việt Nam. Miss Beauty là idol của mình đấy. Mê chị lắm nha. Cảm ơn L Hương hả? Mới đi đâu về ạ? Bây giờ em đang tính đi chơi. Em đang tính đi ăn nhé. Singwell, alo. Singwell chưa về, đang đợi Singwell qua nè. Cho mở quà. Đây là mọi người, mở quà ra. Hello mọi người. Vẫn đen mà. Ủa, bà có muốn đọc với tôi không? Mắt to đẹp quá. Cảm ơn em. Chị tắt app mà. Cái này là mọc lắm luôn rồi. Lo học đại học đi em mà. Xã hội giờ trân trọng người có học thức hơn là người có nhan sắc tạm thời nhé. Ủa, mình có làm cái gì đâu mà nói mình như vậy nhờ. Mình vẫn đi học đại học bình thường. Tự nhiên mình lên livestream cái tự nhiên kêu mình lo đi học. Chấm hỏi luôn. Có được gặp em ở ngoài đời. Ủa, Tú Phạm nha. Trần có thích xem bóng đá không? Hình như là bây giờ đang có trận bóng đá giữa Việt Nam và cái gì đúng không mọi người? Bữa em thấy chị ở Văn Lang. Ủa, có phải là em ngồi ở GS25 không? Đi nhảy đầm hả? Không có, mình đi không có, tôi đi ăn. 65 cộng 65 là 1.3. Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh đi Chân ơi. Mê giọng Chân quá hả? Chết rồi, không biết nói tiếng Anh. Hello, my name Chân. Mình đang lo lắng mọi người ạ. Thứ hai này mình sẽ thi tiếng Anh đầu vào á, ở Văn Lang á. Mình sợ là mình sẽ vào lớp A không quá. Mà càng khi thi được ít điểm á thì mình phải đóng tiền nhiều á. Mình nên rén lắm. Tôi ngoài Bắc chắc cả đời không thấy bà. Mình cũng hay ra Hà Nội lắm. Em tưởng con khỉ hả? Không có. Để giới thiệu cô tiếng Anh nha. Hello, my name is Chân. I'm 16 years old. Mở quà đi Chân. Mời đây mọi người qua mở cho mình cái hộp quà này coi. Ra đường cẩn thận nha con.
Dạ con biết rồi mẹ. Show me your ready smile. Vậy ok chưa? Xíu chị có like TikTok không? Không. Hay bữa Trân rep mấy câu hỏi bảo Trân có thể speak English nên tưởng Trân nói được, mình nói được mọi người, nhưng mà giờ mình nói trên đây mọi người lại bắt bẻ mình nữa. I'm very like you. Hello WP Choir. Em nghĩ sao về yêu một người nước ngoài? Một người nước ngoài là ai? Ở bên Mỹ hả? Ở Hawaii hay sao? Mình chờ mòn mỏi rồi mà bạn mình nó vẫn chưa qua. By the way, how are you? I'm 16. Chị ngủ sớm mai còn đi học. Trời ơi, ngày mai là ngày nghỉ mà mọi người. Bây giờ mình chuẩn bị đi chơi nè. Em yêu anh kia bên Mỹ á trời. Anh nào em? Anh ở bên Hawaii hả? Biểu tượng áo dài chúc em buổi tối vui vẻ. Cảm ơn anh. Nắng kia đâu làm tôi cháy, nhưng cách em cười chắc chắn làm tôi say. Chắc là uống bia đúng không? Uống bia nên mới say đúng không? Cắt sóc quýt là gì? Chị có muốn thử tham gia cái Tiger ở Biên Hòa không ạ? Không, cái đấy là leo núi mà. Chị có leo núi đâu. Anh mà cho em biết thế nào là Bình Thuận đó chị. Bớt đi nha Tú Phạm. Yes, 16 years old. Trẻ mà xinh quá. Đây cái lưng hả? Ủa sao thấy được cái lưng? Đang ngồi như này mà. Nhớ em chẳng biết nhắn gì. Nhắn yêu thì ngại vì... Thôi đừng văn vở. Đừng văn vở nữa mọi người ạ. Chị ơi làm sao để yêu một người chạy siêu sale ạ? Em nói chuyện như vậy mất quan điểm quá. Gái trong nam nhìn mặt đanh mà giọng cuốn. Mặt mình mà đanh đá hả mọi người? Mặt mình là hiền nhất luôn. Ý là coi ảnh lưng nhìn mê xỉu. Ảnh nào vậy? Mắc cười mọi người. Sâu dáng hả? Mình đang ngồi sao mà sâu dáng được. Ghê quá hả à, mọi người có mình cái gì vậy? Mình có thằng bạn tên Trọng Tân 23 năm chưa từng cầm tay gái. Chân có thể cầm tay nó đi hết cuộc đời được không? Cũng được, mình cũng đang ế lắm. Em đang uống đờ ép đường năm cũ nè chị. Ủa?
Ủa sao không rượu? Chị có hay đi chơi du lịch bên mé miền Tây không ạ? À, thấy chị toàn đi từ Nam Bộ trở ra. Mình có xuống Kiên Giang, Cần Thơ một lần ý. Mà mình về đấy muỗi nó cắn mình dữ quá. Chết rồi, bạn mình đâu qua. Bye bye mọi người nha. Hẹn mọi người khi khác.